cổ vật cung đình. Cổ vật trong các tư gia được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và các bộ sưu tập cá nhân phong phú đa dạng của nhiều nhà sưu tầm đầy tâm huyết. Cổ đô Huế xứng đáng được mệnh danh là một bảo tàng cổ vật độc đáo và hiếm có. Huế đã một thời gian dài là trung tâm của đất nước, phải nói là trái tim của Tổ quốc nữa. Thì cái văn hóa Huế nó từ thân nó nhưng đồng thời lại tiếp thu của Bắc Nam. Bởi vì nó hồi tụ về đây không phải một hai ngày mà suốt gần 4 năm thế kỷ. Bởi vậy cái cổ vật ở Huế có lẽ là một kho tàng phong phú nhất trên cả nước này. Nhiều gia đình Huế hiện nay người ta giữ những bộ sưu tập mà người ta coi đó là gia bảo, mà người ta không coi đó là tài sản. Bởi vì cái gia bảo ấy nó sẽ tồn tại thế hệ này qua thế hệ khác mà giữ cho Huế mãi mãi có một tiềm năng, có một kho tàng, có một thế lực về văn hóa và về di sản Huế không nơi nào có. Ở Việt Nam, duy nhất Huế có bảo tàng cổ vật cung đình. Cơ ngơi này được xây dựng từ năm 1845 dưới thời Thiệu Trị. Tuy nhiên, đến năm 1923 dưới thời Khải Định, nó mới chính thức được định danh là một bảo tàng có tên là Bảo tàng Khải Định. Nơi cất giữ và trưng bày những bảo vật, hiện vật quý giá của hoàng gia. Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, hiện nay bảo tàng thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ đô Huế. Đây là một cái bảo tàng ra đời rất sớm của Việt Nam và nó là một cái tập hợp các cái sưu tập rất quý có liên quan đến cung đình của Triều Nguyễn và liên quan đến Huế. Chưa có ở đâu có một cái hệ bộ sưu tập mà mang tính hệ thống cao và được tổ chức trưng bày từ rất sớm và càng ngày càng phát huy tác dụng như cái bảo tàng cổ vật cung đình của Huế. Bảo tàng cổ vật cung đình Huế hiện lưu giữ khoảng 13.000 cổ vật. 300 cổ vật trong số đó đang được trưng bày để phục vụ du khách. Đều là những cổ vật có giá trị được lưu lại từ thời các vua chúa nhà Nguyễn. Một số ít được cá nhân hiện tặng hoặc được bảo tàng mua lại sau khi bị thất lạc. Tuy nhiên, con số này rất hiếm hoi. Có vô số cổ vật được xem là bảo vật quốc gia từ bảo tàng này đã không cánh mà bay. Năm 1955 vào Sài Gòn thì phát hiện ra một điều là 200 hòm cổ vật Huế được gửi vào Sài Gòn dưới dạng sơ tán. Nhưng người ta, ủy ban quân quản khi chiến thắng thì nó hào hùng quá. Và người ta nghĩ đó là chiến lợi phẩm. Và người ta quyết định chia cái 200 hòm hiện vật ấy ra cho các bảo tàng trên toàn quốc. Thì mấy một người ngày xưa bị đã từng ở Huế là ông Tư Hồng Nguyễn Đông Tùng. Ông đã phát hiện ra, ông nói đây là của Huế chứ không phải là chiến lợi phẩm. Ông đến nói với tôi với tư cách là cán bộ quân quản về văn hóa. Thì tôi đến nói với Phan Vũ Hòa, ngày xưa là bản thân mà là vụ trưởng vụ bảo tồn. Tôi nói anh không được chia. Đây là sản phẩm của riêng Huế, di sản của Bảo tàng Huế. Chia là giết ngay cái Bảo tàng Huế. Và vì thế dừng lại và tôi chạy ra Huế nói với các anh ở Huế vào nhận. Và tôi nói với anh Phan Vũ Hòa là làm biên bản giao và không chia nữa. Và điều đó mới có cho bảo tàng hôm nay. Người ta nói rằng Huế là một bảo tàng cổ vật sống bởi một hệ thống di tích khá đa dạng vẫn còn tồn tại tương đối nguyên vẹn với những cung điện, đền đài, lăng tẩm và các phủ đệ.
nó tạo ra một không gian văn hóa đặc biệt với những dấu vết lịch sử không chỉ của riêng Huế mà của cả quốc gia, dân tộc. Cổ vật Huế không chỉ nằm ở các bảo tàng mà nó còn thuộc về những không gian văn hóa lịch sử đã tồn tại hàng trăm năm cùng với vùng đất. Trong đó, không thể không kể đến những phụ đề của những ông hoàng, bà chúa, những gia đình danh gia vọng tộc một thời của đất Thần Kinh. Hậu duệ của họ, nếu không phải vì quả bần hàn thì sẽ giữ gìn chúng như một thứ gia bảo lưu truyền cho con cháu. Và đôi khi, đó cũng là một bí mật của gia tộc. Tương là trong của hồ sơ cưới, cái này đồng tương phụ nó ra luôn chị này, vì cái này ở Vĩnh Phúc người ta bán cho em, thì cái này là hộp sắt, dạ, thì thường thường anh chỉ thấy cái hộp đựng sắt đó là nó có phía trước đây để thấy được cái giấy của sắt, từng cái phó sắt như vậy, rồi không sắt mà sắt kính bình thường thôi, mình bỏ vào thôi sắt nó hết rồi, dạ, rồi còn đây thì bộ này bộ giống như là trong cái Tạp Vũ Hùng Vũ là hàng có cái bộ của người Du, thì cái bộ này thì nó khác. Thì dù ở đấy là cái để bỏ bút, để bỏ bút, cả để bỏ ấn, cả để bỏ phẩm mực, và đây là bỏ nghiêm mực. Nó chạm rất là vệ. Nó chỉ thấy cốc ấn hết. Bên này là Trừng Cỏ Ngâu của Đinh Tiên Hoàng. Bên này là Hai Bà Trưng. Thì ở người Hai Bà Trưng thì trong này á là coi như là Vân Quy Mãi Tổ, Văn Vương Cao Hiền đó. Thì bên Văn Vương Cao Hiền bên này á thì là Vân Quy Mãi Tổ, tức là một bộ tích tuồng về văn học văn hóa nằm trên này hết. Còn cả nêm đồ nước của đấy á, là cả đồ chú đầu thì tè nước ra, nhưng không lẽ mà như đâu có cái voi nào đó và đựng được trong cái bên này để tè nó để mai. Còn cả này là cái đèn dầu. Còn cái này là cái tam sơn, đây cũng chính. Cái này bằng gỗ mà cái này của con vọ, em mua cũng ở Nam Định. Thì nó để chặn giấy. Còn bên này là cũng là một loại chặn giấy nhưng mà bằng đá. Cái này để bỏ ấn. Bỏ ấn, đồng đồng. Thì ấn đồng bằng gỗ đâu thì đang bỏ trong này. Cái văn phòng tình đỏ ngoài, bút, giấy, nghiêm, mực. Thì bên cạnh đó là có những cái gạt bụng này, phải có thêm có nhiều cái gạt bằng gạt tay này để cho mồ hôi tay hẳn không nhiễm. Lê Thiền Gia là một trong những nhà sưu tầm cổ vật của Huế. Anh mới 33 tuổi nhưng đã có 20 năm chơi cổ vật. Bộ sưu tập của Gia khá phong phú về chất liệu, chủng loài cũng như niên đại. Chế đồ cổ này thì mình có cái truyền thống từ gia đình. Thì trước đây là ba mình là có chơi, được nhìn, được cầm và nghe những cái cuộc nói chuyện của ba và bạn của ba. Thì bắt đầu mình cứ trong đầu mình cứ núng nẩu chơi và thấy cái đẹp. Chơi đồ này thì lắm lúc nó cũng ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống, nó ảnh hưởng tới thời gian rồi. Nó cũng phải dễ dàng gì cả. Mà nó đòi hỏi sự... gọi là nghiên cứu rồi nhận nài học hỏi. Giới sưu tầm đồ cổ ở Huế đặc biệt biết đến bộ sưu tầm nghiên mực cổ của Lê Thiền Gia. Anh đang sở hữu khoảng 80 nghiên mực cổ các loài, từ của nhà giàu đến nhà nghèo, từ của đại sĩ đến hàng sĩ, không chỉ của người Việt mà cả của người nước ngoài từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam thời phong kiến. Theo đánh giá của Gia, có nghiên mực đã ngàn năm tuổi. Còn đây là một trong những cái nghiên mà em rất thích cái gì này. Cái nghiên này em mua trong một cái người này là cháu của ông Khởi Đình. Thì kể cả này là nó rất là tây. Ở đây nó đục một lỗ, bên này đục một lỗ. Và chỉ thấy trên đầu này, nó đục một lỗ đi thẳng xuống. Và cái miệng trong này mà đục xéo quá, nó không đi một đường thẳng.
mà khi nó có cái bọc bình là như thế này, nó đổ mực vào đây. Và khi viết bọc bình một cái thì cũng trong ở nhà nó tình cơ mực. Và nó dạy cho mình rất là nhiều cái. Thứ nhất là tính nhẫn nại. Thứ hai, ham học. Cái tìm hiểu ở đây nó làm cho cuộc chơi mình nó sâu sắc hơn. Và nó dạy cho mình được những cái về lịch sử, về văn hóa, về con người. Nó rất là nhiều thứ mà không phải sách vở nào cũng dạy được. Bùi Từ Tiếng vốn ở nhà mặc phổ trong đồi thành, nhưng cách đây vài năm anh quyết định chuyển lên vùng đồi Thiên An. Một trong những lý do đó là để bảo vệ những bộ sưu tầm cổ vật của mình đỡ bị hư hỏng vì ẩm mốc do hậu quả của những trận mưa lũ. Ba mươi năm là khoảng thời gian anh theo đuổi đam mê sưu tầm cổ vật từ khi còn là một sinh viên mỹ thuật. Bộ sưu tập mà anh Tiếng tâm đắc cũng như bỏ ra nhiều công sức nhất đó là hơn 80 chiếc kiếm cổ ở nhiều niên đại khác nhau. Được anh chia ra thành cả thời kỳ, nhà Hán, nhà Trần, kiếm của người Chăm, kiếm thời các chúa và vua Nguyễn. Đó là một cái sự cuốn hút hầu như là không ngừng. Luôn luôn thúc giục mình là tại vì khi cầm một cái kiếm trên tay nói riêng và một cái hiện vật cổ đại nói chung về cái binh khí, tự nhiên là mình cảm thấy mình rất là sai đắm ở cái chỗ là mình hình dung đây là một binh khí ngày xưa ai để dùng. Thậm chí nhiều lúc trong cái tư duy mình vẫn nghĩ đến một điều á, liệu của con dấu tay trên cái túi kiếm hay không. Lao vào sưu tập binh khí là mình bắt đầu đi ngược lại theo chiều lịch sử, là dân tộc, cái dân tộc đó mạnh hay yếu, thịnh hay suy, tất cả đều nằm trong binh khí. Khó binh khí của cũng đến đó. Ngôi nhà như một bảo tàng thu nhỏ. Ở đây, ngoài kiếm, còn có thể chiêm ngưỡng rất nhiều cổ vật thú vị và có giá trị khác đã được chủ nhân dày công sưu tầm và cất giữ gần 30 năm qua. Nhưng mà cái này là mình ngoài như vậy này. Đây, còn cái này là việc còn người ta nói rằng chơi cổ vật không ai tránh khỏi vướng nợ. Nó nên nợ theo hai nghĩa. Đấy. Về nợ, cái duyên nợ với cổ vật đã khổ rồi. Là cũng khổ tâm cho mình. Và cái nợ về tài chính thì đơn giản nhất á, là nhiều lúc á, có muốn đô như vậy đó. Mình có 5 đồng. Cái đô đó họ bán 10 đồng. Mình rút hết thâu báo, rút hết cái tài chính trong nhà ra chỉ còn 5 đồng nữa. Thì phải đi vay mượn thêm 5 đồng nữa. Không bao giờ thoát hết cái nợ. Mình càng đi đến thì mình càng thấy đường càng dài. 30 năm trước là hầu như là cổ vật nằm trong hầm. Cổ vật nằm dưới gầm giường. Cổ vật nằm trong bóng tối. Đó là một cái điều trăn trở của tất cả những người sưu tập cổ vật. Một thời, người ta nói nhiều đến việc Huế bị chảy máu cổ vật. Đồ cổ quý hiếm đến tay các nhà sưu tầm tư nhân nhiều hơn là đến với các bảo tàng nhà nước. Điều đó hiện nay vẫn chưa chấm dứt. Dù đã được hạn chế, và dù người ta đã ngày càng nhận ra sự liên hệ giữa giá trị của các cổ vật và giá trị của văn hóa lịch sử của một vùng đất nói riêng, của quốc gia dân tộc nói chung. Về sưu tập cá nhân thì ở Huế thì nó rất nhiều và nó cũng khá đa dạng, nhưng mà đáng tiếc là chúng ta cũng không có một cái cơ chế để có thể mà mua trở lại các cái
sưu tập này để bổ sung cho cái bảo tàng cổ vật cung đình. Tôi rất là đáng tiếc là cái bộ sưu tập trang phục cung đình của anh Hoàng, thì sau đó khi anh có ý định là bán lại thì Huế là không đủ điều kiện, hay nói đúng hơn là cái bảo tàng cổ vật cung đình Huế không có điều kiện để mà mua lại được cái bộ cổ vật này, và bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh là họ đã bỏ ra tôi biết là như trên 4 tỷ để mua lại cái bộ cổ vật này. Thì tôi nghĩ là cần có một cái cơ chế để cho bảo tàng họ thật chủ động trong việc sưu tập. Có những cái bảo tàng quốc tế, ví dụ như cái bảo tàng cổ cung của Bắc Kinh, thì họ đã cho phép bảo tàng là được thu mua các cái cổ vật có liên quan và được trực tiếp định giá. Và khi thu mua cả gì hiếm có thì họ sẽ bổ sung vào cái vốn cổ vật của bảo tàng, và cả gì đã có rồi thì họ vẫn chỉ là đó họ bán ra cho công chúng. Như vậy thì cái hoạt động của họ vẫn có mua vào bán ra và lại không làm mất cổ vật mà lại càng ngày càng làm phong phú hóa cổ vật. Hiện nay thì tình trạng chảy máu hiện vật còn tiếp tục, nhưng nếu chúng ta có một phương án tốt, chúng ta vẫn giữ cho Huế được một kho tàng. Có lẽ chúng ta phải có một cái chuyển đổi thật mạnh mẽ trong việc là tổ chức trưng bày cái cổ vật của Triều Nguyễn, đến đưa một số cổ vật mà liên quan đến cái di tích để gắn với di tích. Tất nhiên làm như vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ rất khó, nhưng mà nó lại thổi hồn vào di tích, làm cho di tích sống động hơn và làm người ta cảm nhận những giá trị di tích cách trực quan hơn. Đã có nhiều hội thảo, hội nghị bàn về việc giữ gìn, phát huy giá trị của các cổ vật trên đất Huế. Tại đây, người ta còn đề xuất cả việc làm thế nào để đưa được những cổ vật của Huế bị thất lạc phải được trở về với Huế. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại là những đề xuất nếu không có những chuyển đổi mạnh mẽ về cơ chế và tầm nhìn của các nhà quản lý. Những cái nhà sưu tập tư nhân, có như lúc họ cũng tắm việc làm chứ. Họ muốn tìm lại, lưu giữ lại tất cả những cái gì của dân tộc, lịch sử của dân tộc, tất cả những cái gì mà cha ông mình để lại bằng máu và nước mắt, tắm huyết cả mấy đời, họ cũng muốn giữ lại. Nhưng mà rồi á, họ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn là giữ lại cho ai. Riêng mình cũng vậy mà riêng anh em cũng vậy chứ, là không phải là sưu tập để mà đóng cửa. Tại vì cái gì đã gọi là văn hóa, lịch sử văn hóa, thì không có thể nhốt nó nằm trong cái hộp được. Tại vì sao mà không thường xuyên có những cái cuộc triển lãm chụp để thay đổi, để cho cái lửa hầu sinh. Và thậm chí kể cả có những cái người lớn tuổi như vậy. Cái điều quan trọng á, nghe là một vấn đề mà đôi mắt người ta phải nhìn thấy. Cuộc chơi này nó đã văn hóa rồi thì mình phải tìm cái văn hóa để mình chơi. Nếu mà có những cái cơ hội để mà giới thiệu nó rộng rãi hơn, quy mô hơn, thì đó là một cái sự vui sướng của nhà sưu tập. Huế có một đội ngũ khá đông những nhà sưu tập cổ vật. Có người chơi chuyên nghiệp, có người chỉ chơi nghiệp dư. Và thực sự, họ đã đem đến cho Huế những bảo tàng cổ vật thu nhỏ hết sức phong phú và giá trị. Trong những bộ sưu tập cá nhân này, có những cổ vật quý giá và đắc địa, có một không hai. Làm thế nào để Huế không tiếp tục bị